Mến chào quý khách hàng đã đón xem video của Cơ khí Việt. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay để sở hữu một chiếc máy tarot điện đã trở nên rất là dễ dàng. Quý vị và các bạn có thể tham khảo ở trên Google, Facebook hoặc TikTok và gõ từ khóa tìm kiếm là máy tarot điện thì chúng ta có rất nhiều kết quả tìm kiếm khác nhau. Đó. Tuy nhiên để chúng ta sở hữu được một chiếc máy tarot điện phù hợp với kích thước phù hợp này, hay tính năng phù hợp hay một chất lượng tốt thì không phải ai cũng có thể là tìm mua được. Thì sau đây thì CG Việt Nam sẽ hướng dẫn quý khách hàng cái cách để có thể là mua được một chiếc máy tarot điện với kích thước này hay là thông số phù hợp nhất với quý khách hàng. Hiện nay ở trên thị trường thì đang có những một vài mẫu tarot cơ bản như sau. Máy tarot đến từ M3 đến M12. Máy tarot từ M3 cho đến M16. Hay là từ M6 cho đến M24 hoặc đến M30. Và cuối cùng là một kích thước lớn nhất hiện tại CGV Việt Nam đang cung cấp và cũng là một kích cỡ mà phổ thông ở thị trường đang cung cấp, đó là cỡ M6 cho đến M36. Thì bốn kích thước cơ bản chính này nó có cái thông số nó hoàn toàn khác nhau. Đó. Thì tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của quý khách hàng và chúng ta sẽ tìm ra một cái sản phẩm nó phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Thì ví dụ như nếu như quý khách hàng có thể để ý ở đây thì cỡ M3 đến M12 và cỡ M3 đến M16 thì có những điểm, rất nhiều điểm chung giống nhau, đó là về kích thước bên ngoài thì hai loại máy này có kích thước cơ sở cũng như sở hữu động cơ và hệ điều khiển giống nhau, cũng hệt nhau. Cả hai đều sử dụng bộ kẹp GT12. Đó, chỉ khác là cỡ máy từ M3 đến M12 thì sử dụng bộ chắc kẹp bao gồm là 7 chi tiết để kẹp được từ M3 cho đến M12 đấy. Còn đối với cỡ M3 đến M16 thì bộ chắc kẹp của chúng ta bao gồm là 9 chiếc đấy, tiêu chuẩn JIT 9 chiếc và 8 chiếc đối với tiêu chuẩn ISO, cũng là lắp đặt từ M3 cho đến M16 đấy. Thì sự khác biệt của hai cỡ này là ở những điểm gì? Đó, thì ngoài cái điểm giống nhau như là hình dáng bên ngoài này, động cơ này và bộ điều khiển servo màn hình giống nhau, thì hai sản phẩm này, hai kích cỡ này nó có điểm khác nhau như sau. Điểm khác nhau đầu tiên đó là về cái tốc độ thì chiếc máy M3 đến M12 thì có tốc độ lên tới 1.000 hoặc 1.200 vòng trên phút, còn đối với chiếc máy M3 M16 thì tốc độ tối đa chỉ đạt được là 375 vòng trên phút thôi đấy. Thì đối với quý khách hàng nào mà chuyên chỉ gia công những mũi tarot nhỏ như M3 đến M6 đấy và tối đa là M12 thì nên đầu tư để sử dụng chiếc máy M3 đến M12 vì giải tốc độ của nó tốt hơn. Đó. Thế nên là khi mà tarot ấy thì là tốc độ sẽ cao hơn và có thể là nó sẽ hợp lý hơn đấy. Còn bù lại đối với khách hàng nào mà chúng ta sử dụng đến mũi tarot lớn hơn đến M16 thì chúng ta lại không thể sử dụng máy M12 được, vì máy M12 thì công suất nó nhỏ hơn, tức là cái hộp số nó thiết kế là không thể tarot được những mũi lớn như M16 được, nó chỉ chuyên M12 thôi. Vậy nên nếu như mình tarot mà với các mũi lớn như từ M8 trở lên đến M16 thì chúng ta cần phải sử dụng máy tarot cỡ M3 đến M16. Tiếp theo đến hai phân khúc khác, đó là chiếc máy tarot M6 đến M24 và M6 đến M36. Thì hai chiếc này đấy, nếu chúng ta để ý nó so với chiếc M3 đến M16 thì có kích thước lớn gần như gấp đôi kích thước của chiếc máy M3 đến M16. Chiếc máy M6 M24 này thì sở hữu trọng lượng là 52 kg. Đấy, với bộ động cơ servo là với công suất 1.200W. Đó. Nếu như so sánh về ngoại hình thì hai cỡ này M3 đến M16 và M6 đến M24 thì không có điểm khác nhau quá nhiều. Nếu như có điểm khác nhau thì chúng ta thì thấy là khác nhau về cái kích thước của các khung cần bệ này, đó, kích thước của piston này và kích thước của động cơ thôi. Còn về ngoại hình cơ bản thì hai cỡ M3 đến M16 và M6 đến M24 không có sự khác biệt, không hoàn toàn không có sự khác biệt gì cả. Đó, chỉ khác là M6 đến M24 thì sở hữu khối động cơ lớn hơn và hộp số lớn hơn thôi. Ngoài ra thì M6 M24 sở hữu tổng cộng là 10 chất kẹp GT24. Đó, đầu chất kẹp GT24 thì nó lớn hơn rất nhiều lần đầu chất kẹp GT12. Đây. Đây là đầu chất kẹp GT24. Còn đây là đầu chất kẹp của GT12 dành cho máy M16.
Đấy, rất khác nhau. Ta phải lắp thử này. Đó. Đây. Kích thước của bộ của máy Toro GT, máy Toro M6 M24 lớn rất là nhiều. M6 với M3 và M16. Ngoài ra bên cạnh đây chúng ta có một chiếc máy M6 M36. Đây là dòng máy lớn nhất do CG Việt Nam cung cấp và cũng là gần như là dòng máy Toro điện lớn nhất ở ngoài thị trường chúng ta rồi. Đấy. Thì nếu như để đem so sánh M6 với M24 thì về kích thước bên ngoài đó thì không có sự khác biệt nào cả, lớn cả. Đó. Về động cơ cũng sử dụng động cơ 1200W giống như cỡ của máy M6 M24. Về kích thước của các thanh cần máy Taro đó thì đều giống hệt nhau, bộ điều khiển servo cũng giống hệt nhau. Đó. Sự khác biệt lớn nhất của hai dòng máy này, hai chiếc máy này. Đây. Đó là đầu tiên là chân máy của M36. Nó lớn hơn và nó dài hơn, nó cao hơn rất nhiều chân máy của M24. Ngoài ra M36 còn được sở hữu thêm một hệ thống Bitmap để nâng hạ cần máy và tăng thêm độ cứng vững khi Taro những mũi lớn như là M30, M33 hay là M36. Ngoài ra thì sự khác biệt thứ hai nữa đó là cái hệ thống hộp số của M6 đến M36 nó sẽ khác hộp số của M6 M24. Đó là về nó thể hiện là tốc độ của hai chiếc máy này. Tốc độ của M6 M24 thì có thể đạt tốc độ tối đa là 200 vòng trên phút, nhưng tốc độ của M6 M36 chỉ đạt tối đa 125 vòng trên phút thôi. Đấy. Đây là những điểm khác biệt của M6 đến M36 và M6 đến M24. Cả hai đều sử dụng chung bộ chắc kẹp GT24. Đây, quý vị có thể xem. Nhưng đối với cỡ M6 đến M36 thì máy sở hữu đến 14 bộ chắc kẹp collet đủ từ M6 cho đến M36 ạ. Thì cũng có nhiều quý khách hàng có thắc mắc là liệu là máy M6 đến M36 và M6 đến M24 có thể Taro được các cỡ từ M2 đến M5 hay không? Thì câu trả lời là ở đây là có. Tuy nhiên là cái bộ thiết kế của GT24 thì chỉ có thể giúp chúng ta lắp tối đa đến M6 thôi, tối thiểu đến M6 thôi. Tức là chúng ta chỉ có thể lắp được tối thiểu mũi nhỏ nhất là M6 lên bộ chắc kẹp GT24 thôi để có thể khai thác được từ M2 đến M5. Chúng ta chỉ cần sử dụng thêm một bộ chuyển đổi. Đây, GT24, GT12. Đối với bộ chuyển đổi này, chúng ta có thể chuyển đổi được từ đầu trục lớn của GT24 chuyển sang đầu trục nhỏ của GT12 để chúng ta có thể lắp được mũi từ M3, từ M2 cho đến M5 vào đây và chúng ta Taro được bình thường trên máy M6, M24 hoặc M6, M36. Chúng ta lắp vào như vậy. Đó. Chúng ta lắp lên đây. Đó, như vậy là được. Trên đây là bốn kích cỡ máy Taro phổ thông nhất hiện tại đang có trên thị trường. Quý vị và các bạn có thể cân đối và tính toán để tìm ra được cái thông số máy và tìm ra kích cỡ phù hợp nhất với nhu cầu của sử dụng của bên mình và từ đó thì lựa chọn được chiếc máy phù hợp nhất. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi kênh video của Cơ Khí Việt. Hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Cơ Khí Việt để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.